Chồng ơi, anh có yêu em không? Hả? Yêu. Anh có yêu nhiều không? Em lại làm gì đấy, anh đang bận mà. Yêu nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Mời để em. Anh chứng minh đi. Chứng minh cái gì, cả cái nhà này mang tên em, cái xe cũng mang tên em cầm hết tiền của anh rồi, chứng minh cái gì nữa? Thì anh chứng minh chút đi. Bây giờ em có một cơ hội, anh không muốn chứng minh không? Bây giờ em đang muốn cái gì, em nói thẳng xem nào. Em muốn đi nâng mũi. Nâng mũi thì sao? Thì nâng mũi cần xương sườn. Cần cái gì? Xương sườn. Anh có thể cho em cái xương sườn của anh em nâng mũi được không? Gì vậy? Ủa gì vậy? Em lấy xương lợn đi. Cái gì chắc anh ơi? Lợn nó cũng có xương sườn mà. Không được, không hợp, sẽ bị bài xích. Cần của con người, cần của anh là được. Không, anh không phải con người. Rồi rồi, thấy công chuyện này. Mà anh sợ xương sườn của anh bị bài xích với cơ thể của em ấy. Có một cái xương sườn thôi mà anh cũng không hy sinh cho em được ạ? À? Ai mà dám hy sinh? Em thử ra ngoài đường hỏi xem tất cả mọi người xem ai dám hy sinh cái xương sườn cho em chỉ để đi nâng mũi. Không, em chỉ lấy một chút một góc thôi. Thêm lấy của em đi. Đau chứ, chứ anh không có muốn nhìn em đau đúng không? Thế không sợ anh đau à? Thế anh có thương em không? Thế em thương anh không? Thế anh thương em không? Thế em yêu anh không? Thì em yêu anh cũng yêu em. Vậy tại sao anh không cho em cái xương sườn của anh được? Vậy anh cũng đi nâng mũi. Vậy lấy hai cái xương sườn của anh. Anh một cái. Em một cái.